Không tập tay là hết. Đúng rồi. Đây đúng là bao tiền? Đây đúng là bao tiền? 100.000. Tao lấy 150 thì là đây là tao bảo đây cả đi cả về rồi 200. Thuật nó nào nó trở gió cái thế là ốm ngay. Mày nói thế được tao mà nên nó ghét ngay đi. Ghét em dỗi nó luôn như này. Anh chung đấy. Sợ thì em dỗi. Dầu là mình gặp. Vừa tối qua nhờ nó bảo là tối nay chắc chắn tối nay cháu sang này ra là ốm bố rồi. Hôm nay chứa để ngày mai đấy, bố nó chưa mua một câu lấy dặn rồi đấy, việc mà không được chậm, mai này có việc, mai không được chậm trễ. Nhà Tuấn Phú kia đang làm gì? Đang bán đấy. Gì? Mót sắt hay là làm gì, bán sắt tên gì?